Đây là đơn hàng của bạn Phạm Thị Phương Ni. Bạn có đặt ở bên shop một đơn hàng đồ dùng học tập trị giá 130.000. Bạn có yêu cầu shop quay video gói hàng cho bạn. Và sau đây là những mặt hàng mà bạn đã đặt. Đầu tiên là một kệ bút trị giá 40.000. Một móc khóa dây BTS trị giá 30.000. Một móc khóa nhựa Mika trị giá 25.000. Với đơn hàng của bạn thì shop tặng cho bạn một dây vòng cổ choker. Giờ shop sẽ tiến hành gói hàng cho bạn. Của bạn có thể sử dụng mã vận đơn tra trên trang Vietnambot để biết đơn hàng của mình đi đến đâu rồi. Như vậy là shop đã gói hàng xong cho bạn Phương Ni. Shop cảm ơn bạn đã ủng hộ shop. Bạn nào đặt hàng liên hệ với shop theo số điện thoại 0362873398 hoặc xem phần mô tả dưới video các bạn nhé. Shop xin cảm ơn các bạn. Shop chào các bạn.